đón Tết hốt hết lộc trời. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, được lộc bề trên, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, đón Tết 2025 giàu có hơn người, tiền vàng nhét chật két. Thần tài lộc ghé nẻo đường, đường dài thịnh phát khí vượng thênh thang, hai tay dâng hưởng giàu sang, chấm thêm điểm sáng an khang nơi này, chẳng còn vất vả nơi đây, không cần chờ đợi lộc bay khắp nhà. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Canh Thân thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc. Vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Canh Thân sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Canh Thân hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Canh Thân phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị tuổi Canh Thân đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Canh Thân không được dễ dàng làm mấy. Canh Thân thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Canh Thân hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Canh Thân những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Canh Thân hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Canh Thân đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Canh Thân, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Canh Thân nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Canh Thân thay đổi thì thái độ của Canh Thân cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Canh Thân sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Canh Thân chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Có thể nói rằng, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp, bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông tuổi Thân nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười, thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị mới mẻ. Không bao giờ nhàm chán, tuổi Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể tuổi Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình không để cho ai biết. Đa số những người tuổi Thân làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt họ làm việc hăng say và hiệu quả, còn khi tâm trạng xấu, tuổi Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Nam giới tuổi Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng, nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy mỗi khi gặp khó khăn tuổi Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tuy nhiên không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác.
tuổi Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Bởi vậy nhiều người cho rằng tuổi Thân mưu trí, nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Thân văn võ song toàn, vừa có tài, vừa có đức, vì vậy những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, bởi tuổi Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi Thân năng động và đầy lôi cuốn, sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà họ còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân, tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Những người này khéo léo trong việc thuyết phục người khác, vì vậy họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị, chăm sóc khách hàng, MC dẫn chương trình. Cô nàng tuổi Thân không chỉ thông minh nhanh nhẹn mà còn rất xinh đẹp. Họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông bằng ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ và rất tự nhiên. Mọi người sẽ luôn phải trầm trồ ngước nhìn phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt của cô nàng tuổi Thân. Sự nhanh nhẹn, con mắt nhìn xa trông rộng, giúp tuổi Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Tuổi Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuổi Thân không bao giờ tỏ ra chán nản, họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc, cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình, nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Dường như ít có tuổi nào lại có được đầu óc linh hoạt như người tuổi Thân. Sự thông minh nhạy bén của những người tuổi Thân sẽ giúp họ nắm bắt thông tin nhanh chóng và khả năng học hỏi nhanh. Họ có thể thành công trong mọi lĩnh vực mà họ yêu thích và có hứng thú, trí tưởng tượng phong phú, óc tò mò, ham học hỏi. Họ là những người có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng. Họ luôn luôn tích lũy thêm kinh nghiệm và thích đương đầu với những thách thức mới để luôn được vận động trí não và các giác quan. Người tuổi Thân đa tài, đa nghệ, họ có thể làm được bất cứ ngành nghề gì như diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên. Họ là những nhà hoạt động xã hội xuất sắc. Họ rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Chính vì vậy, thương nhân, nhà báo là những nghề rất phù hợp để họ thể hiện được hết tài năng của mình. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng ăn nói hoạt bát, giao lưu kết nối mọi người là sở trường của họ. Nếu hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, chắc chắn họ sẽ thu được những thành công lớn. Ngoài ra, những người này có sức vóc dẻo dai và phản xạ nhanh, khéo léo trong các công việc có liên quan đến hoạt động hình thể. Vì vậy, diễn viên múa, xiếc, vũ công cũng đều rất phù hợp để họ lựa chọn. Một ưu điểm dễ nhận thấy ở người tuổi Thân nữa là sự nhạy cảm, tinh tế và có óc tưởng tượng quan sát tốt. Bất kỳ sự việc nào trong cuộc sống cũng đều gợi sự tò mò đối với họ. Nếu trở thành nhà văn, họ sẽ có nhiều cơ hội trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là luôn thích dẫn đầu và thích người khác phải phục tùng mình. Nếu không sửa được tính xấu này, thì họ dễ bị người khác ghét bỏ, xa lánh và khó có được những cộng sự tốt. Do bản tính thông minh, tài giỏi, người Thân cũng có lúc chủ quan, nên cuộc đời cũng phải gặp thất bại lớn. Có thuyết cho rằng, người Thân cá tính, có khinh suất nhưng có tài, tiền của từ bốn phía quy tụ lại, thường dễ xuất ngoại. Làm việc liên miên, nếu là nữ thì cả đời sung túc giúp chồng, nam giới suốt đời lao lực, quá 50 tuổi mới giàu có. Người cầm tinh con khỉ biết cách nắm bắt cơ hội làm giàu, nhưng cũng rất mạnh tay trong chi tiêu. Với tính cách này, họ nên tìm cho mình một trợ lý giỏi về quản lý tài chính. Hạn chế không ít người tuổi Thân là tính cách thiếu kiên định.
Trong công việc họ dễ bị dao động khi lựa chọn giữa việc đi tiếp con đường cũ hay bước sang lĩnh vực mới mà họ cho là có tiềm năng. Điều này có thể tạo cho họ nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng kéo theo vô vàn bất trắc. Những người tuổi Thân có tính thích nghi rất cao và khi bắt tay vào việc thì họ không nề hà bất kỳ việc gì. Điều mà người tuổi Thân làm tốt là vào việc thật mau lẹ. Nhưng cần cẩn thận vì họ tính phí gấp đôi cho dịch vụ của mình. Bản chất tự nhiên của họ là tò mò, thích ghi điểm và thông minh. Điều này giúp đưa họ đến thành công lớn. Người sinh năm Thân có thời niên thiếu rất vui vẻ, hạnh phúc. Trước tiên bạn có một gia đình rất hạnh phúc. Sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho bạn là bất tận. Đối với bạn thời niên thiếu tuyệt vời, tất cả đều không có gì buồn phiền, lo lắng. Nhưng bước vào tuổi thanh niên sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Nó bắt nguồn từ tính cách chính bản thân bạn. Bạn coi mình là số 1, hoạt bát nghịch ngợm, thích sinh sự và sinh tính đa nghi hay suy nghĩ đến khi về già. Nói chung cuộc sống của bạn rất thanh bình, bạn thường cảm thấy cô đơn, luôn chìm trong hoài niệm như tìm về năm tháng tuổi đã qua, vì thế bạn không vui vẻ được. Đường tài vận của bạn nói tóm lại không thấp, bạn rất tích cực và là người hướng ngoại, thuộc tiếp người lạc quan thiên bẩm, về tổng thể bạn không có những phiền não về tiền. Ngoài ra, bạn giỏi xã giao, phạm vi giao tiếp rộng, vì thế bạn có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, đồng thời được nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng vì tính cách nóng vội bẩm sinh và thiếu suy nghĩ, có lúc bạn sẽ làm việc qua loa, đại khái, vì suy nghĩ không kỹ mà bạn sẽ khó tránh khỏi những sai lầm. Nếu như bạn hành động mà có cơ hội được lựa chọn một trong hai là tốt nhất, nhưng do bạn quá nóng vội nên đã thỏa mãn chỉ với một thành công nho nhỏ, bạn còn một khuyết điểm nữa. Là khi đang chuyên tâm làm một việc mà nhìn thấy việc khác thì sẽ bị chi phối, bạn phải đợi cho việc đó hoàn thành và đem lại kết quả thì mới làm việc khác, như vậy mới thu hoạch được nhiều. Thêm nữa, bạn có lúc quá coi trọng quan hệ với mọi người, thường đứng bên ngoài nói có tình có lý mà từ chối lập trường của người khác. Vì thế mà làm mất đi con đường tài vận, sự mưu trí, thông minh giúp cho họ dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của những vấn đề cần giải quyết. Dù là trong tình huống khó khăn nào, tuổi Thân cũng dễ dàng thích nghi và làm việc rất hiệu quả, họ phù hợp với những công việc có tính độc lập cao. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao, tự đại, dễ đắc chí với những gì mình làm được, họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém người khác. Đôi khi họ thích phán xét, chê trách người khác nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Những nhược điểm ấy luôn khiến tuổi Thân tụt lùi, gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Tuổi Thân dễ bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, hấp dẫn bởi bản năng tò mò, ham hiểu biết của mình. Điều đó giúp họ học hỏi được thêm kiến thức, nhưng trong một số trường hợp điều đó lại gây cản trở cho tuổi Thân trong công việc. Khi đang tập trung vào một lĩnh vực yêu thích, nhưng họ lại dễ thay đổi con đường đi của mình khi nơi đó có nhiều điều mới mẻ thu hút. Nếu bạn là người tuổi Thân, bạn muốn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, thì nên nhớ rằng không nên quá đắc chí, tự cao, tự đại về tài năng của mình, hãy học cách chia sẻ. Lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng, điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch, tuổi Canh Thân 1980. Những người có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 1980 đến ngày 4 tháng 2 năm 1981 dương lịch thuộc tuổi Canh Thân, cầm tinh con khỉ. Thiên can canh đi cùng với địa chi thân, mang ý nghĩa, thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả, người tuổi Canh Thân 1980 mệnh mộc thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Năm 2025 tương ứng với năm Ất Tỵ, thuộc hành hỏa, ngũ hành của năm có mối quan hệ với tương sinh với mệnh mộc của tuổi Canh Thân. Như vậy là cát lợi, can canh tương xung với Ất, địa chi thân tứ hành xung với chi Tỵ. Năm 2025, tử vi của nam nữ mạng Canh Thân có hợp, có xung, nhiều cơ hội nhưng cũng có thử thách. Điều quan trọng nhất là mệnh chủ phải giữ vững tâm thế bình thản. Thắng không kiêu, bại không nản thì mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong mọi tình huống. Những gian truân trong cuộc sống là thử thách đối với bản lĩnh và lòng quyết tâm của anh chị tuổi Canh Thân. Một khi vượt qua được giai đoạn khó khăn, mệnh chủ sẽ gặt hái được thành quả ngọt ngào, sự nghiệp càng thêm vững vàng. 1. Sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh của nam mạng Canh Thân năm 2025 là sao La Hầu. Đây là một sao xấu trong hệ thống cửu diệu niên hạn chủ về thị phi. Phiền muộn, tuy nhiên, chỉ những nam Canh Thân 1980 có tính cách chủ quan trong công việc, coi nhẹ sức khỏe mới bị sao này gây ảnh hưởng. Nếu mệnh chủ là người biết tĩnh tâm, tu dưỡng khẩu đức thì sẽ tránh xa được những năng lượng tiêu cực, không phải quá lo lắng. Với nữ mạng năm 2025, vận trình cuộc sống của nữ mạng Canh Thân gặp sao Kế Đô soi chiếu,
Đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về sự buồn rầu, thị phi. Tuổi Canh Thân có tâm lý không vững vàng, ích kỷ, nói năng không cẩn trọng, dễ bị ảnh hưởng bởi sao kế đô. Còn đối với người bao dung, sống thiện lương, chăm chỉ thì cần lưu tâm, chỉ cần giữ năng lượng tích cực, chăm sóc tốt sức khỏe thì không chỉ mọi chuyện được bình an, mà còn tốt cho chồng và con cái. Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng xử khôn khéo thì việc xuất hành đi xa sẽ gặp cát lợi và may mắn. 2. Vận hạn. Năm 2025, nam mạng Canh Thân chịu ảnh hưởng của hạn tam kheo, chủ về chân tay, đau mắt trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Nên ưu tiên những món ăn giàu vitamin A giúp mắt sáng khỏe, hạn chế dùng đồ điện tử, máy tính, điện thoại nhiều làm ảnh hưởng đến mắt. Để giảm những tác động của vận hạn này, mệnh chủ cần lưu tâm nhiều hơn tới sức khỏe, sự an toàn của bản thân khi đi lại hết sức cẩn thận, đồng thời tăng cường thể dục thể thao như đi bộ, đạp xe nhẹ nhàng sẽ giúp xương khớp dẻo dai, cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn. Với nữ mạng, năm 2025 người nữ tuổi Canh Thân gặp hạn thiên tinh, vận hạn này chủ về kiện cáo và sức khỏe, do đó mệnh chủ nên lưu tâm đến giấy tờ ký kết và chú ý chăm sóc sức khỏe đường tiêu hóa cẩn thận. Mệnh chủ năm này nên suy xét kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng, giữ hóa đơn mua hàng, kiểm tra chi tiết giấy tờ tránh nhầm lẫn hoặc sai sót. Bên cạnh đó, nữ Canh Thân nên có chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho dạ dày và đường ruột thì sức khỏe sẽ được cải thiện hơn. 3. Vận niên. Năm 2025, vận niên của nam nữ mạng tuổi Canh Thân là Long Đắc Vũ, có nghĩa là rồng làm mưa cho thiên hạ. Bởi vậy đây sẽ là vận niên đánh dấu sự tăng trưởng công đức rất lớn cho mệnh chủ. Tích cực làm nhiều việc thiện thì sẽ được ghi nhận. Khi gặp vận niên này, mệnh chủ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được lợi ích. Cuộc sống có nhiều niềm vui, tâm thảnh thơi, an lạc, công việc, sự nghiệp ổn định, không còn nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân 1980, năm 2025 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp thấy rằng, năm 2025 âm lịch là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Canh Thân. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, bước sang năm mới bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi làm việc, đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Lại thêm việc giao tiếp giỏi, bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình. Chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực, dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức, hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước. Bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất. Tử vi 2025 tuổi Canh Thân âm lịch khuyên bạn hãy kịp thời nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống và sự nghiệp. Đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách vãn hồi. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Thân 1980, năm 2025 âm lịch. Người tuổi Canh Thân có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều may mắn đến với mình trong năm mới này. Sự chăm chỉ, chịu khó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này trong thời điểm thiên thời địa lợi, nhân hòa. Bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình, chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là bạn có thể dần dần vươn lên khẳng định bản thân, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao, có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua, thậm chí trải qua khó khăn. Bạn nhận ra được điểm mạnh của mình, hoặc kết giao được với những đối tác, đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Các tinh tử vi cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể gặp được những người hướng dẫn chỉ đường dẫn lối, khiến những người còn đang băn khoăn với những sự lựa chọn tương lai thêm vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn nhiều. Xét phương diện tài lộc, tuổi Canh Thân 1980, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng,
con đường tài lộc của người tuổi Canh Thân có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng cho phép bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong tháng này, bạn không thu được một khoản bộn tiền, song mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo, đồng lương chảy vào túi cũng đều đặn hơn, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những khách hàng, đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng với những đóng góp cho tập thể. Bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể vượt qua được khó khăn, thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Tử vi cát tinh cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi, do đó nếu có kế hoạch đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường nào thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới có thể áp dụng vào thực tế công việc. Sự chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, không ngại khổ cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn. Xét phương diện tình duyên tuổi Canh Thân 1980, năm 2025 âm lịch. Trái ngược với những tiến triển tích cực trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, thì con đường tình duyên của người tuổi Canh Thân lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn cần xem xét lại những điều bản thân đã làm để có hướng thay đổi phù hợp. Người độc thân có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm vì bạn cho rằng dành thời gian để phát triển bản thân và cống hiến cho sự nghiệp thì có ý nghĩa hơn nhiều. Hơn nữa, bạn thường có cái nhìn khá khắt khe về mọi người xung quanh nên ít khi nảy sinh thiện cảm với người khác. Thời điểm này, bạn thường từ chối những lời giới thiệu của người khác hoặc có đi gặp mặt thì cũng đi với tinh thần bị ép buộc. Bạn chưa thực sự muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai nên không chủ động gợi mở, cũng không chủ động giữ liên lạc. Người đã lập gia đình không nên tiếp tục lạnh nhạt với nửa kia của mình. Bạn nghĩ rằng mình cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người nhà. Nhưng bạn lại chưa từng cân nhắc xem điều mọi người thực sự mong muốn là gì. Nếu được hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng tình cảm và sự nghiệp, không để phương diện nào chiếm thế chủ đạo. Nếu bạn quá thờ ơ với gia đình, tình cảm giữa các thành viên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Đến khi bạn thấy hối hận thì có thể đã muộn rồi. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Canh Thân 1980, năm 2025 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Canh Thân không có nhiều biến động trong dịp đầu năm mới này. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ. Không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự trao đổi với người đáng tin cậy. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Canh Thân, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh,
Không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng canh thân, cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Vâng thưa quý vị, chọn tuổi xông nhà đầu năm là phong tục không thể thiếu trong truyền thống của người Việt để cầu tài lộc, may mắn. Tiêu chí để chọn người đến xông nhà là hợp tuổi với gia chủ, tính tình thiện lương, đức độ, tốt bụng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi canh thân. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi canh thân trong năm Ất Tỵ 2025 là Mậu Tuất 2018, tốt, Kỷ Sửu 2009, tốt, Mậu Thìn 1988, tốt, Kỷ Mùi 1979, tốt, Mậu Tuất 1958, tốt, Kỷ Sửu 1949, tốt, Mậu Thìn 1928, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Quý Sửu 1973, tốt, Quý Mùi 1943, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi canh thân trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ. Giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng thưa quý vị, nhân sinh tại thế, ai rồi cũng già đi, tuy nhiên có người thì được an nhiên tuổi già, hưởng phúc cháu con, người thì lại cơ cực qua ngày, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản thì đều nằm ở năm yếu tố sau. 1. Sức khỏe. Đây là điều quan trọng nhất, không có sức khỏe mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, vậy nên yếu tố quyết định đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đó chính là sức khỏe bản thân. Có sức khỏe tốt, không mang phiền toái cho cháu con, không tốn kém tài vật, có được sức khỏe tốt mới có được sự vui vẻ, vậy nên bất luận lúc nào ở đâu, sức khỏe vẫn là yếu tố đầu tiên cần được chú ý, nhất là khi tuổi đã về già, mọi thứ đều là vật ngoài thân, là thứ của người khác. Chỉ có cơ thể mình mới là của mình thực sự, ăn uống điều độ, tâm hòa ý hậu, bao dung tha thứ cho người khác cũng là cách hữu hiệu để hành thiện tích đức, sức khỏe an khang. Bên cạnh có người tương trợ, cha ông ta có câu, con nuôi cha không bằng bà nuôi ông, về già có được người bạn đời sớm hôm bầu bạn chuyện trò, chính là một điều hạnh phúc. Tình yêu của tuổi già không phải là điều gì đó quá cao xa, nồng nhiệt, mà đôi khi chỉ là có người sớm hôm bên cạnh,
nhẹ nhàng nói chuyện bên nhau cũng là mãn nguyện lắm rồi. 2. Nguyên tắc. Sống có nguyên tắc không chỉ là yếu tố quyết định thành bại của tuổi trẻ, mà còn là nền tảng an định của tuổi già, ăn cơm, đi ngủ, du ngoạn, giao lưu bè bạn, tất cả đều cần có nguyên tắc cho mình, ăn không quá no, ngủ không quá muộn, thức không quá trễ, ấy cũng là bí quyết trường sinh. Ngoài ra thì tu dưỡng tâm tính, khống chế tự thân tránh những suy nghĩ tiêu cực, tức giận hay tranh đấu, thực ra đến tuổi trung niên, chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ, phần nhiều chúng ta đều có thể hiểu, danh lợi cuối cùng cũng chỉ là thứ hư ảo, sống thiện lương, chân thành đối đãi với mọi người mới là ý nghĩa chân chính của đời người. Kết giao bạn bè đối với tuổi trung niên cũng là điều vô cùng quan trọng, việc ấy giúp chúng ta thêm phần hiểu biết, giải tỏa tâm lý, chia sẻ cuộc sống vui buồn. Tuy nhiên, có một điều cần chú ý, bất kể tuổi nào cũng cần chọn bạn mà chơi. 3. Tài chính. Tiền không phải là tất cả, nhưng lại là thứ để duy trì cuộc sống trong xã hội này. Vậy nên ngoài những trường hợp bất khả kháng, thì mỗi người cũng nên có kế hoạch tài chính cho mình. Khi còn trẻ, lúc có tiền đừng nên tiêu hoang phung phí, cần kiệm xưa nay luôn là một mỹ đức cần giữ gìn. Tự chủ tài chính nó không chỉ là giúp ích cho bản thân, mà cũng là một nguyên tắc để không tạo gánh nặng cho con cái, có bao nhiêu tiền đưa hết cho con cái. Đôi khi cũng không phải là cách yêu thương đúng đắn, thậm chí có trường hợp ngược lại, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cháu con. Đương nhiên việc nào cần dùng thì vẫn nên dùng, nhất là việc giúp người tạo phúc, lại càng cần làm hơn nữa. Chúng ta làm người chỉ cần thiện lương, trời cao ắt có an bài. 4. Tâm thái. Đây là tiêu chuẩn cũng không kém phần quan trọng, bởi tâm thái cao bao nhiêu, cuộc sống cao bấy nhiêu, người già thì thường thiếu tình cảm, thừa thời gian, nhưng con cái lại thiếu thời gian, bận bịu công việc, vậy nên cũng đừng quá bận tâm mà buồn tủi, vì con cái ít quan tâm thăm hỏi. 5. Cuộc sống độc lập. Cha già tạo phúc cho con, thân làm cha mẹ lúc này chính là lấy thân làm mẫu, mọi việc trong ngoài càng cần phải chú ý nhân phẩm bản thân để con cháu nhìn vào. Vui vẻ lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh, sẽ giúp mình sống thọ, sống vui hơn. Suy cho cùng thì vạn sự trên đời không gì nằm ngoài định số. Mất và được, yêu và hận tất cả đều là sự trả vay duyên nợ mà thôi. Vậy nên, buông chính là kim chỉ nam để có được một tâm thái cho chúng ta làm người vui vẻ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.